Ông quen ở nhà ơi. Bây giờ cầu chuẩn bị mình lấy mật nha ơi. Ông rất đẹp luôn nha ơi. Rất hấp dẫn luôn. Mình xin chào nha nhé. Ngày mới mình cũng xin chúc toàn thể quý ông bà, cô bác, bạn bè, bạn xa đang xem video mình ngày mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, gia đình hạnh phúc và luôn thành công trong công việc nhé. Hôm nay mình đi xem em trong rừng già cả nhà ơi. Mình đi coi em, mình sẽ ghi hình lại cho cả nhà xem giải trí cho vui nhé. Ngày mới mình cũng xin chúc cho toàn thể anh em đồng nghiệp đi công an trên mọi miền tổ quốc gặp nhiều em và gặp nhiều tổ quốc nhé. Cả nhà xem video mình nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình cho nhé. Mình cũng xin cảm ơn tất cả cô bác bạn bè đồng xa đang xem video mình luôn ủng hộ cho mình thời gian qua. Mình cảm ơn cả nhà nhé. Mình xin chào cả nhà nhé. Mình đi đến đây mình gặp một tổ em khá to nha ơi. Tổ em gỗ đen đen mà lúc bên ngọn ở nhà ơi. Mình thấy bầu mật nó phi cũng dữ lắm á nha ơi. Tổ đây chắc 5-7 lít là chuyện bình thường nha. Sáng mình lấy một tổ em mật bọng để 2 lít mấy 3 lít rồi nha ơi. Nó dính mật rồi, lên tổ này chắc nó cũng đánh tê tua nha ơi. Tụi em kiểu đen đen ở nhà ơi. Rất to luôn nha ơi. Ở dưới chân lên thấy rất to luôn. Đáng mình cái coi cái cao hai mấy mét đó nha ơi. Có 20 mét nha. Coi khá to nha ơi. Đó nha, coi khá to mà có cái dây nó đi lên nha ơi. Mình sẽ đu ra rừng lên lấy mật em nha. Ở nhà đồng hành video mình nhé. Giờ 3 giờ chiều rồi nha ơi. Nha. Thì gửi video mình nhé. Bây giờ mình sẽ lên chinh phục tụi em rồi nhé nha. Tụi em đám coi rất to luôn nha ơi. Cái này chắc 3 người ôm nha, cái kia nha ơi. Và cái này làm đúc trên đỉnh luôn nha ơi. Đó nha. Tụi em này đám còn sót trên đỉnh thôi nha ơi. Mấy chỗ đỉnh trên đỉnh phức gió là em nó làm tổ nha. Ở dưới đồng bằng dưới khe là đồng nghiệp đi lấy hết rồi nha ơi. Thì mình đi trên đỉnh không nha ơi. Giờ cả nhà theo dõi video mình lên trên tục của em rồi nhé. Để mình đi ra rừng mình lấy mật em nha ơi. Nha, theo dõi video nhé. Giờ đâu mình lên nhé nha. Mình lên trên đó mình tạo khối luôn nha ơi. Coi tổ, coi tổ nhiều cái dây liêu này nha ơi. Tàu đứng gió mình lên đây này, tàu khối luôn. Ui, dây liêu. Cái đã nhờ dây liêu, không có dây liêu khó lên lắm nha. Nhìn xa cái bầu mặt nó phần út nút này nha rồi. Wow, mình còn lên út đoạn khá xa nha rồi. Đó, đoạn này mới tới tụi em nha rồi. Mình quen rồi con lét nha, xem thông cảm nhé. Wow, bầu mặt tắt mơ luôn nha rồi.
Bây giờ mình lên tiếp đó nha. Wow, cả nhà thấy tụi em to khủng khiếp này nha. Mình còn cá tra bộ mặt nó úng nù ra nha ơi. Wow, mặt nó phơ nha ơi. Đó, anh em thấy mặt đau. Ủa đây, 7 lít đến 10 lít cả nhà ơi. Wow, bộ mặt này. Bây giờ phải đó mình vô tiếp đó nha ơi. Mình nên lên khối mình vô tiếp đó nha. Đang lúc anh đỉnh luôn cả nhà ơi. Đây nha. Wow, tổ to này nha ơi. Anh em thấy bộ mặt tam bôi đẹp chưa không? Bánh nhọn vừa đẹp luôn này nha ơi. Đó. Mặt không tiếp nha. Đó, rất đẹp luôn nha ơi. Wow, đông lúc lên. Trên đỉnh luôn nha ơi. Đây cả nhà thấy bộ mặt cũng nù đã không? Mà úp lúc mà. Ồ, tụi em khổng lồ luôn à. Ồ, chắc mét xéo mét bảy nha rồi. Tụi em tấm bôi vào mặt rất đẹp luôn à. À, sáng lấy một tủ 2 lít mấy rồi, giờ tôi quay nữa là mang không nổi luôn rồi nha rồi. Wow, rất đẹp luôn. Tụi khổng lồ luôn à. Nhàng thấy bộ mặt rất cơ. Mặt rất đẹp luôn nha rồi. Wow. Một cái là đe nó tam bôi hết rồi này nha ơi. Tôi khổng lồ luôn à. Đó. Ủa, mặt giờ thương gơ. Đó. Đấy, đẻ mà nha. Đi biết em mà gẹp mấy tố đây mới hấp dẫn đó nha ơi. Đó, phơ mà nha. Rất hấp dẫn luôn. Wow, bộ mặt đây chắc nem lít ở đây nha ơi. Đó, rất đẹp luôn. Mình quay qua đây nha xem. Ở bên đây tôi em còn quyền hết luôn nha ơi. Bên đây em còn quyền hết luôn rồi. Nha. Em còn quyền hết luôn à. Rồi mặt rất đẹp luôn nha ơi. Mình lấy cái gì mình ấy cho em nó bay ra nha ơi. Anh nha. Ồ, bộ mặt rất đẹp luôn rồi nha ơi. Ồ, bộ mặt rất phơ luôn rồi nha ơi. Tụi đây chỉ 7 lít rồi nha. Bộ mặt rất đẹp luôn này. Em còn nguyên luôn rồi nha ơi. À, bên kia tam bôi mà bên đây mới tam bôi được ít rồi nha ơi. Đó, em còn nguyên hết luôn nha ơi. Rất đẹp luôn rồi. Chú em vàng rồi nha ơi. À, bây giờ cầu chuẩn bị mình lấy mặt nha ơi. Không, rất đẹp luôn nha ơi. Rất hấp dẫn luôn. Giống nhánh to là mình khồm xuống luôn nha ơi. À, nhà chìm gưỡng cái bông mặt mình đang xíu nữa hả. Rất hấp dẫn luôn. Wow, không còn nguyên hết luôn nha ơi. Không, rất đẹp luôn. Đó, từng mũi bao la hết này nha ơi. Đó, rất đẹp luôn. Bây giờ đó mình lấy mặt nha ơi. Chúng ta lấy mặt chúng ta bỏ phân hoa nha ơi. Lấy cái phân hoa đỡ lại cho em anh nha ơi. Wow, mặt phải cháy này nha. Lấy phân hoa đỡ lại cho em anh à. Dối không tới luôn nha.
Đó, còn bông mật không nha ơi, bông mật to cho báo luôn rồi nha, không nhìn thấy hấp dẫn gương rồi nha. Đó nha, mật rất to luôn nha nha nha, mật rất to luôn, rất hấp dẫn luôn. Wow, giờ đâu lấy mật nha ơi. Wow, mật rất to luôn nha. Wow, con này tầm bay, tối nay tầm 7 lít cả nha ơi. Wow, rất to luôn. Bây giờ đòn lấy mọc nha ơi, em thiêu quá trời luôn nha. Wow, ôi chô, ôi chô, mặt máu luôn nè nha ơi. Đây nha. Wow, mặt thật to, làm hai bao luôn. Ủa này chích cả gần cả chục lít cả nha ơi, phần to quá nha ơi. Nó lại tiếp nha ơi. Wow, em thấy bộ mặt khủng khiếp rồi nha ơi, chục lít có luôn rồi nha ơi, mặt rất đẹp luôn nha ơi, mình thấy hai bao luôn rồi. Wow, rất đẹp luôn nha ơi. Đó. À, thế mình lấy xuống sông nha ơi. Rồi tối nay chỉ cần chục lít cả nhà ơi. Đó, mặt nó màu vàng nhỉ nha, tối nay nó rất đẹp luôn này. Tối nay nó muốn già nha ơi. Đó, thành quán ngày này mình đi ngày này nha ơi. Đó, anh chị em đâu còn mặt em thì alo mình nhé. Đó, rất đẹp luôn, ngày này chắc mình có 10 lít, hơn 10 lít cả nhà ơi. Đó, mặt rất đẹp này nha ơi. Đó, thời lượng video ở đây kết thúc nhé nha. Chúc cả nhà luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và luôn thành công trong công việc nhé. Chào nhà anh Tết Mấy nhé.